Minh Sư Thái Việt Nam xin chào tất cả các bạn nhé. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe nha các bạn. Thì hôm nay mình có mấy cái cây sứ ghép nhánh vàng này của các bạn. Hôm nay thì tược của nó cũng phát mạnh rồi. Này là chưa xuống được rồi nha các bạn. Mình thử ra mình mới có ba cây này. Mình mua tất cả 6 cây đó các bạn. Mà có ba cây này thì tược nó dài nè. Cho nên mình đưa nó xuống mình chết trước. Còn trên này còn ba cây trên này nữa các bạn đó. Thì tược nó vẫn còn nhỏ cho nên mình chưa có chết. Để nó nuôi một thời gian nữa thì nó khỏe rồi mình chết. Nói chung là nó cũng chất lượng lắm rồi nha các bạn. Nè. Nhưng mà mình chết ba cây trước đi, còn ba cây này để cho nó khỏe thì mình cũng chết sau. Thì đây thì hôm nay là mình có ba cây này mình xí củ vàng nha các bạn nhé. Thì mình mua là cỡ 200-250 cây á. Thì hôm nay là mình sẽ chiết nó xuống. Ba cây này thì cũng được giờ những cái nhánh mà chiết được chắc là ba cây này cũng khoảng được hơn 20 nhánh nha các bạn nhé. Đó, các bạn thấy tàn nhánh nó quá chừng không? Thì cái này là hôm qua mình đã chẻ rồi. Đó, mình chẻ rồi xong mình lấy bức cái lá nó mình nhét vô đây nè các bạn. Đó, hôm nay nó khô rồi, hôm nay bắt đầu mình mới chiết nha các bạn nhé. Thì hôm qua là mình khắc xuống đâu cũng được khoảng 20 nhánh á. Thì bây giờ hôm nay là mình có cái lục bình này. Đó, mọi lần thì mình không có cái lục bình thì mình chiết nó bằng cái sơ dừa. Mà cái sơ dừa thì nó chiết nó không có thuận lợi bằng cái này đâu, chiết nó không thuận lợi bằng cái này nha các bạn nhé. Cái này thì quấn nó không có bị nó lẹ, nó gọn lẹ mà nó không có bị lúc các bạn tưới nó không có bị rơi cái chất nó xuống như cái sơ dừa các bạn tưới là nó lúc có tưới nhiều quá nó sẽ mấy cái bùn của nó sẽ chui xuống, nó không có dính liền, thành thử ra nó không có tiện bằng cái lục bình gì đâu. Cái lục bình này mình nói cho mình ở thành phố thì mình nhìn thấy mấy con kênh nước đen nó cũng có nhưng mà nó dơ lắm các bạn ạ. Mình không dám lấy. Mà vừa rồi mình cũng đặt ở cái shop ở dưới quê á. Đó mình cũng đặt khoảng nửa ký hay ký gì á. Cái này cũng rẻ các bạn ạ. Hình như một ký mấy chục ngàn nè. Đó mình đặt một ký và mình chiết dần nha các bạn nhé. Thấy không các bạn, bỏ cái miếng lá ra. Kẹp này vô đây. Để các bạn chuẩn bị cái miếng bọc nha. Bọc đen cũng được, bọc này cũng được. Mình muốn bọc đen thì chắc nó càng tốt hơn các bạn. Bọc đen thì nó có thể nó tối, nó mau ra rễ hơn chừng. Còn tại bọc sáng á, thì mình muốn để cho khi nào mà nó ra rễ mình thấy đó các bạn. Chứ còn nếu mà mình mà không có quan tâm đến nó thì mình quan có bọc đen á, khoảng chừng tháng rưỡi sau các bạn ngó đến thì cũng được. Mà tại muốn bọc trắng để coi như hôm nào nó ra rễ thì mình biết. Đó, giờ các bạn cho nó vô dưới đây xong các bạn quấn lại nha các bạn nhé. Vậy là xong rồi, đó thấy chưa. Nó rất là lẹ. Để các bạn lấy cái bọc ngoài quấn ở ngoài. Đây thì các bạn lấy cái tâm á, các bạn bẻ đôi ra. Xin nó qua nha các bạn nhé. Đó các bạn quấn xong lấy hai cái tâm ghim vậy là được rồi nha các bạn. Khỏi cần quấn dây dưới này làm gì nó mất công nữa. Tại vì cái lục bình này nó dễ, lục bình này nó không có bị trôi đi nha các bạn. Lên tưới nước không có sợ nó trôi. Cái này lúc quấn khỏi cần nhiều các bạn ạ. Chỉ cần ít ít cho nó mỏng mỏng thôi cũng được rồi. Thì đây cái mình cũng chia sẻ với các bạn là nếu các bạn mới biết á, thì các bạn tại vì cái này hôm qua là mình chẻ nó rồi nha các bạn. Thì chẻ từ ở bên dưới nè, cành nó nghiêng qua đây thì chẻ từ bên dưới nha các bạn, đừng có chẻ trên nha.
chẻ bên trên này nó sẽ bị gãy nha các bạn nhé, nó gục xuống nó gãy, nên chẻ bên dưới là nó không gãy nè. Đó mà các bạn chẻ vô khoảng 2/3 cái tược nó nha các bạn nhé, tược nó và các bạn chẻ vô 2/3. Này, cái này hôm qua là mình lót cái lá của nó này, nay nó khô rồi là bây giờ là mình sẽ kẹp cái lục bình vô đây. Đó các bạn sẽ đưa cái lục bình vô đây nè. Rồi quấn. Có được cái lục bình này các bạn chiết nó dễ lắm các bạn ạ. Mà các bạn nhớ là nuôi cái để cho cái lá nó nhiều nha các bạn nhé. Lá nó nhiều ở cái cành chiết thì nó sẽ mau ra rễ nha các bạn. Còn nếu mà lá nó ít thì nó lâu ra rễ lắm. Đó mấy cái cành như vậy là lá nó nhiều là thì chắc khoảng chừng 15 ngày là bắt đầu các bạn thấy nó ra rễ rồi. Còn nó không có lá thì nó thể 1,5 tháng bắt đầu nó mới ra rễ. Cho nên là lúc các bạn chiết thì các bạn nuôi lá cho nó khỏe khỏe nha. Nhiều lá thì các bạn chiết thì nó mau ra rễ. Nó lấy hai cái đợt cây tăm các bạn xin cái là được rồi nha. Cái lục bình này các bạn cho nó mỏng mỏng ra. Đây là cành dứa nè các bạn. Thì lúc nào các bạn cũng phải chẻ cho nó nghiêng về cái chiều nghiêng nha các bạn nha. Thì nó mới không có bị làm sao, nó không có bị gãy. Các bạn phải chẻ trước nó một ngày để cho nó khô cái vết chẻ đi rồi bắt đầu là các bạn mới quấn lục bình nha các bạn nhé. Một ngày hôm qua ngày hôm sau bắt cho cái vết cắt nó khô rồi các bạn mới quấn nha, mới chết. Cái lúc trước mình chiết đó các bạn mình không biết đó, mình để cho cái nhánh chiết nè nó còn có mấy lá à. Cho nên nó ít lá nó lâu ra rễ quá, 2 tháng trời mới thấy nó nhú rễ, nó rất là lâu. Nếu mà các bạn chiết mà để lá như vậy thì đó lá nó sung sôi như vậy thì nó mau ra rễ nha các bạn. Để cái lục bình này thì họ là trước khi họ bán cho mình họ phơi khô lắm các bạn. Thì khi nào mình chiết các bạn mình nhúng nước này nha, nhúng nước cho nó mỏng này và để cho nó mềm á, mình dễ quấn dễ chiết hơn. Đó các bạn mở hé cái vết chẻ chỗ cắt ra nè, nhét cái miếng lục bình vô xong rồi các bạn quấn lại cho nó mỏng mỏng thôi nha. Thì vừa rồi mình cũng có làm cái clip chiết clip và chiết mấy cái này rồi đó các bạn. Mà thôi cả lâu lâu mình cũng làm lại chia sẻ với các bạn mà mới biết chơi á. Để các bạn xem mà tham khảo nhé. Còn mình cũng làm clip chiết thì cũng làm rồi. Bữa ra lâu lâu mình có cái mấy cái cây đẹp đẹp củ vàng nè, dễ thương. Cho nên là mình lại làm đến cho các bạn xem. Lúc trước thì mình làm độc là cái sơ dừa không à các bạn, mùn dừa
Lần này có cái lục bình mình làm chia sẻ các bạn để các bạn thấy là mình làm thấy nó đơn giản không. Còn là làm cái sơ dừa thì nó khó khăn lắm, cuốn tới đầu nó rớt tới đó nó khó chiết lắm. Đó, cái này các bạn cuốn xong rồi các bạn xỏ cái tâm cái là xong, khỏi cần lấy dây cuốn lại nha các bạn. Thì cái này nhánh này là được 6 nhánh, mình chiết xuống thì 6 nhánh. Đây là một nhánh này cũng lớn rồi các bạn, nhưng mà mình vừa rồi mình cắt xuống và mình ghép rồi, cho nên nhớ còn 6 nhánh, 2, 4, 6, 7, 8 nhánh tất cả mà mình cắt một nhánh để ghép, còn một nhánh này còn nhỏ quá, để nuôi cho nó lớn rồi bắt đầu là chiết hay là ghép cái gì làm nha các bạn nhé. Chứ nó nhỏ quá cũng chưa có chiết được. Rồi xong một cây này được 6 nhánh. Cây thứ hai. Rồi mình chiết xong rồi các bạn. Tất cả các ba cây này là mình chiết 20 nhánh đó các bạn. 19 nhánh hay 20 nhánh gì á. Mà tại vì có mấy cái cây này nó mấy nhánh nhỏ nó còn nhiều á. Đây nè, mấy cái nhánh nhỏ nó còn nhiều nên mình không có chiết. Mình chiết mấy nhánh lớn thôi, còn mấy nhánh nhỏ để sau này nó lớn thì mình chiết. Ở đây cây này nó có một nhánh nó bị lỗi nè các bạn. Đó, nó bị lỗi là nó không có kéo vàng nhé. Thì cái nhánh này mình sẽ chắc phải cắt bỏ đi thôi. Đó, mình chỉ có tận dụng mấy cái nhánh mà nó kéo vàng nè. Thì mình chiết thôi nha các bạn. Mấy cái trong sát trong góc này nè các bạn, nó sát nhau nè. Nếu mà chiết bằng cái sơ dừa thì rất là khó chiết nha các bạn. Nó thử ra cái lục bình này đi dễ chiết là vậy á, trong ngóc ngách này kia mình chỉ quấn vòng cái là mình lấy bọc mình quấn, mình lấy tâm á, mình xỉa qua cái là xong rồi. Đó thì hôm nay tất cả là mình mới ghép mình chiết xuống ba cây này, thì coi nó sẽ chừng nào nó ra rễ nha các bạn nhé. Lần này chắc mình hy vọng nó ra rễ sớm lắm, tại vì tàn lá nó còn nhiều lắm, mình để vậy luôn. Khi nào mà các bạn mà nó ra rễ rồi mà xuống nhánh nó để vô chậu á, thì lúc đó mới tỉa bớt lá đi. Còn lá cứ để vậy nó đang lấy chất từ ở dưới nó nuôi lên không có sao nha các bạn. Khỏi phải cắt bỏ đi nó trên nó không có lá, nó không có quang hợp được á. Cho nên rễ nó lâu ra lắm. Có lá như vậy thì lấy rễ nó mau ra. Thôi mình xin chào tất cả các bạn nhé. Rồi chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ và thành công nha các bạn. Rồi mình xin chào.